Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Thưa các bác, thì hôm nay là chúng em lại về được ít pin và sạc pin dành cho mic karaoke. Thì với những cái sản phẩm như thế này thì chúng ta rất là tiện ích khi chúng ta hát karaoke và không lo bị ngắt quãng, hay là không lo là hát được vài bài đã hết pin. Thì với những cái quả pin thông thường, thì rất là nhiều bác, kể cả trong lúc em live stream hay là các bác đặt câu hỏi trên những cái video của chúng em, là có nói là em ơi cho anh hỏi có bộ mic nào nó không ngốn pin không đó, rồi em ơi anh hát pin mua một lần mà nó nhanh hết quá, chỉ được vài bài thôi, em có giải pháp nào cho anh hay không. Thì đây, thưa các bác, thì những cái sản phẩm pin sạc này á, chúng em đã giới thiệu với các bác rất là lâu rồi, và cũng có thể là có những bác mà chưa biết đó, cũng có thể là những bác chưa biết mà cũng muốn khắc phục cái tình trạng là hát nhanh hết pin đó. Thì là chúng em hôm nay sẽ làm một cái video giới thiệu với các bác là pin sạc nhà em rất là nhiều. Thì trước mặt các bác là chúng ta là có hai loại. Một loại này nó là 2800 mAh. Đó. Còn loại này thì nó là 3000 mAh. Đây là loại của Palo, còn loại này là của Kiwi, giá tiền là bằng nhau, bên nó bán là 240 một ví. Thì để khắc phục cái tình trạng là chúng ta hát nhanh hết thì chúng ta nên mua những cái sản phẩm như thế này. Đó. Thì chúng ta có thể hát liền từ 4 cho đến 6 tiếng nha các bác, trên một đôi. Đó. Một tay mic, các bác ví dụ tay mic như thế này. Đó, tay mic như thế này thì các bác có thể là hát liền một lúc là vài tiếng đồng hồ, không lo hết pin. Và em cam kết là các bác rằng là khi các bác mua một bộ pin như thế này, đúng không ạ? Chúng ta hát gia đình, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta làm sự kiện thì không ít khi mà hát được 4 tiếng đồng hồ. Đúng không? Chúng ta cần phải nghỉ ngơi, hát nhiều rất là mệt, đúng không ạ? Thì thế cho nên là khi các bác mua những cái sản phẩm này này, đó, thì các bác thoải mái hát, không lo bị hết pin. Đó là một cái điều chúng em cam kết với các bác, là ít nhất nó phải được 4 tiếng. Đó, thì các bác nghĩ xem là ví dụ như chúng ta hát karaoke, bạn bè, anh chị em, đồng nghiệp, đúng không ạ? Giao lưu chúng ta hát hò, thì làm sao chúng ta hát cùng lắm thì được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, đúng không? 4 tiếng thì nó rất là hiếm. Đó, thế nên là chúng ta chỉ cần mua một vỉ như thế này, là chúng ta được hai tay mic. Đó, hai tay mic. Vậy là chúng ta đã có ngay một bộ mic để chúng ta có thể hát rồi. Và đây thì chúng em có hai loại sạc. Sạc này là sạc 4 quả này. Đó, sạc này thì là sạc 8 quả. Đó. Thì ví dụ như là các bác muốn sử dụng nhiều pin. Đó, hoặc là ví dụ 8 quả là các bác có thể làm sự kiện, hoặc là các bác kinh doanh karaoke, hoặc là hát cho nhau nghe nhé. Còn cái loại 4 quả là chúng ta có thể sử dụng gia đình. Ví dụ gia đình thì các bác muốn mua 2 vỉ chẳng hạn, đúng không? Muốn mua 2 vỉ, vỉ này hết thì chúng ta có vỉ này chúng ta thay thế. Thế nên là chúng ta sẽ mua một cái này, 4 cái là chúng ta có thể là sạc được nhé. Đó, còn nếu như 8 cái thì các bác nên mua cho những, ví dụ như các bác kinh doanh hoặc là làm sự kiện hoặc là làm karaoke thì các bác nên mua những loại 8 quả hay là 16 quả. Nó tùy vào nhu cầu của các bác. Thì bên em đều có sạc 4 này, sạc 8, sạc 16 quả nhé. Đó, thì đây là những cái bộ pin của Kiwi và pin của Pano. Khi các bác sử dụng cái thiết bị này thì nó đặc biệt, nó đã bảo vệ môi trường rất là tốt, đúng không ạ? Các bác sử dụng sạc cái này biết bao giờ mới phải thay. Đó, không biết bao giờ nó mới hư được những cái bộ pin như thế này. Đó, mà nó rất là tiết kiệm nhá. Ví dụ như các bác mua một cái vỉ pin bên ngoài, đó, một vỉ hoặc là một hộp đi, em tính như một hộp đi, nó rơi tầm 40 cho đến 55 nghìn một hộp, tùy từng nơi người ta bán. Nên là 40 đến 55 nghìn thì các bác sử dụng rất nhanh hết, đúng không ạ? Sử dụng rất là nhanh hết, rất là tốn tiền. Đó, ví dụ như là cái trường hợp thứ nhất là ví dụ các bác hát nhanh hết là tốn kém là thứ nhất này, sau đó là đang hát dở hết thì lại phải đi mua, nó rất là khó chịu, đúng không ạ? Nó rất là khó chịu về những cái đó. Thế nhưng dùng cái này, các bác luôn luôn là chủ động được, là lúc nào chúng ta có pin hát, mà hát thì đảm bảo trong một lần hát thì không bao giờ hết được pin. Đó, 4 tiếng thì hết thì nào được pin, đúng không ạ? Đó, chỉ có các bác mệt trước pin chứ pin nó không mệt trước các bác đâu. Đó, thì là đây là những cái bộ pin của Pano và Kiwi là đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Nếu các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn giúp các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Có thể hay thì nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.